Còn về cái tâm này làm sao nó buồn, làm sao nó vui, làm sao nó giận hờn, làm sao nó phiền não, chúng ta không hề biết. Làm sao để cho nó bình an, ta không hề biết. Người biết là không cách tìm, thì chúng ta phải thấy à, quay về cái thấy biết, cái hiểu về thân tâm này là cái quan trọng nhất, là quan trọng nhất.
trước đây thì tôi có mua rất nhiều những kinh sách về để đọc và tôi tụng kinh hàng ngày luôn. Nhưng mà do là chưa được nghe giảng cho nên là tôi không hiểu và có thể còn hiểu sai nữa, cho nên là ứng dụng vào cuộc sống thì nó cũng không được bao nhiêu. Sau này khi mà có nhân duyên được nghe các thầy giảng pháp, được hướng dẫn tu tập nữa thì tôi ứng dụng vào cuộc sống là tôi thấy được rất nhiều lợi ích. Cho nên tôi hiểu rằng không chỉ có tụng kinh mà phải được nghe giảng để hiểu ý nghĩa của kinh, rồi được hướng dẫn tu tập nữa thì mình mới được nhiều cái lợi ích. Giống như là sách của Bộ Giáo dục thì rất là nhiều, nhưng mà nếu như không có thầy giảng cho, không có người hướng dẫn thực hành cho thì học sinh cũng không thể nào mà tự học được. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát. Thiền đã kết thúc, tình đại chúng xả thiền.